Mến chào quý vị và tất cả các bạn, quay trở lại video mới của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại ngôi nhà cổ bỏ hoang khoảng trên 100 năm ở ngoài giữa cánh đồng cả nhà. Thì hôm nay mình đến đây giờ này cũng khoảng cỡ 2 giờ mấy 3 giờ chiều rồi cả nhà. Thì mục đích của mình hôm nay muốn đến đây là sống trải nghiệm, cũng như là mình sống thử thách tại vị trí ngôi nhà bị bỏ hoang này. Thì như cái lần trước á, mình đến đây mình gặp một lão chắc có thể là sàm tăng cả nhà. Mình cho ông ta ăn uống rồi bắt đầu ông ta ở mất tiêu, ông ta không có xuất hiện ở trên cam để mình giúp cho ông ta đi về chùa cả nhà. Quý anh chị và cô chú nhớ thông cảm, tại vì ở đây á có máy liên hợp họ đang cắt lúa, thành ra cái tiếng nó hơi ồn á. Thì tí nữa mình sẽ di chuyển vào bên trong ngôi nhà bị bỏ hoang rất là lâu đời để xem thử hôm nay mình có duyên gặp được lão sàm tăng đó hay không. Thì nếu mà gặp được vong nào thì mình giúp cho vong đó có nha. Đặc ví dụ lần này mình đến họ không chịu thì có thể lần sau, thí dụ vậy. Thì tí nữa mình sẽ di chuyển vào bên trong để tìm hiểu về tâm linh và sống thử thách. Quý anh chị và cô chú và các bạn nhớ cho mình xin mỗi người một like nha cả nhà. Quý anh chị và các bạn nào, cô chú nào mà mới biết kênh của mình lần đầu tiên á, vui lòng nhấn vào cái nút đăng ký kênh để đón xem mà mỗi khi mình đăng lên YouTube nha cả nhà. Bây giờ mình ngồi đây, mình cảm thấy bà con ở đây trồng dừa rất là trúng và sai trái cả nhà. Ở đây mình nghe nói bà con trồng dừa sáp rất là nhiều. Dừa sáp nó cho lợi nhuận rất là cao quá nha. Một trái như vậy mình đi ra ngoài đường là mình mua, họ để tấm bảng dừa sáp Cầu Kè là nổi tiếng ở Trà Vinh. Nhưng mà mình cảm thấy hiện giờ quê của mình không phải là ở Cầu Kè, cũng ở Trà Vinh nhưng mà không phải Cầu Kè, nhưng mà họ vẫn trồng dừa sáp rất là nhiều cả nha. Thì họ bán là một trái 100 đến 120 ngàn. Quá trời, xài trái luôn. Còn ngôi nhà bị bỏ hoang là phía ở bên đó các bạn. Vậy thôi, bây giờ mình sẽ di chuyển vào bên trong ha. Gì ta, quý anh chị và các bạn có nghe cái tiếng lóc cóc không? Chiếc xe cái máy gặt liên hợp chứ, nó đang chạy bên kia mà làm sao mà có tiếng động được. Tiếng động giống như ở trong cái máy nó phát ra các bạn, nhưng mà chắc có thể là không phải. Còn đây bà con mới xên bùn vào cái dừa để cho có trái. Ngày xưa theo mình đoán ha, khu đất của ông điền chủ ở đây rất là nhiều quá nhà. Tại vì mình nghe nói là cái làng này là đất của ông không các bạn. Đặt ví dụ ai ở trên đất là người đó có giấy, còn ngày xưa là ông bảo quản hết, là ông cho bà con đây trồng lúa rồi ông lấy lúa các bạn. Chắc có thể là khuôn viên nhà của ông ngày xưa nó rất là rộng luôn á, chứ không phải là có bao nhiêu ở trong đó đâu. Như vậy là chắc có thể là con cháu của ông đã bán bớt rồi các bạn. Hay là người ta thường thường người ta nói là, ngày xưa người ta nói là người cày có ruộng đó các bạn là được cấp quyền, ngày xưa là sổ xanh ha. Nếu mà con cháu ông ở đây gìn giữ thì
đất của con cháu ông, mà mình nghe nói là con cháu của ông hiện giờ ở xa cả nhà, chứ không phải là ở gần đây ha. Còn vợ nhỏ, vợ lớn của ông thì quê ở gần đây. Rồi bà con tận dụng đất bỏ không nè, rồi bà con trồng cỏ nuôi bò các bạn. Còn xa xa bên đó, hôm nay mình cảm thấy có nhiều cái lều, chắc có thể là những người mà họ nuôi vịt đó, họ nuôi vịt mà họ chạy đồng xa đó cả nhà, họ đến đây cho vịt ăn, rồi họ che lều, họ nghỉ qua đêm. Thay vì ở đây có một cái ngôi nhà bị bỏ hoang như thế này mà họ không chịu vào ở các bạn, thà họ ở ngoài đồng chứ họ không vào đây. Hôm nay á, vào đây không biết có thấy đường bông nào hay không nữa. Cả nhà thấy không? Mới vừa lội tới đây. Chỉ gì? Mình thấy họ chỉ mình các bạn. Vong này nam hay là nữ vậy trời? Để mình vào xem họ, coi họ ở đâu ha. Ghê vậy. Mới vừa lại tới đây cái thấy họ rồi. Tiếng động đâu quá trời vậy ta? Hồi nãy là họ đứng ngay vị trí đây các bạn. Mình mới thấy họ di chuyển vào bên trong. Nhúc nhích cái màn luôn ha. Cả nhà thấy không? Coi họ đang làm cái gì ha. Bữa hổm là mình thấy ông Sàm Tăng mà ta. Làm cục ở trong nó cả nhà thấy không? Có thấy cái ông Sàm Tăng ở đây hay không ông Linh? Không biết họ làm gì. Nói nghe nè, hôm nay tôi muốn đến đây để trải nghiệm và sống tá túc qua đêm. Vong linh của mình có thể cho tôi xin tá túc qua đêm được không? Vợ bỏ rồi, muốn đi sống trải nghiệm qua đêm. Đó, nhà thấy không? Cái mặt ghê, luôn mắt trắng tét à. Sao ở ngoài không ấy mà vô trong đó lú cái đầu qua nhìn thấy giống như chó vậy? Mình bị chó cắn chết hay gì mà giờ mình bò bò giống như chó? Vong linh. Cô làm gì? Đang dò mình các bạn. Lấy chọi quánh cái cho khỏi đầu thai luôn quá.
có chỗ đây nè, nó di chuyển qua đó kìa. Lấy cày, lấy cày cậu làm gì hả? Té hồ luôn. Hello, chào Quang Linh. Làm gì ghê? Cái nhà này giống như cái hang động vậy các bạn. Nhà của ông ngày xưa rất là giàu có luôn á. Lợp đâu có phải bằng tôn, đổ bê tông luôn các bạn. Bị giặt gài bơm á, gài thuốc á, nổ dời cái nhà đi xa khoảng cỡ 1 mét mấy luôn. Quý anh chị và cô chú thấy, nhìn thấy ớn không? Mình nghe nói là sắt này á, ngày xưa bằng nửa cầm tay các bạn, nhưng mà bây giờ nó mòn vậy. Coi quần nãy đâu rồi. Lâu ta. Để coi bữa hổm mình có để một cái gói thuốc ở trên này nè. Hôm nay không còn, chắc có thể là có ai đó đến đây thắp nhang cúng kiến rồi đốt đèn cầy nè. Rồi họ lấy cái gói thuốc. Quần này ở đâu ta? Mới gọt qua tới bên đây. Cho xin giao tiếp xíu ha. Cho thư, nói chung là cho tôi xin tá túc qua đêm đây ha. Sao vậy? Tôi đâu có, cũng như là xin ông á hả? Ông mất lâu rồi, nhà này bỏ hoang lâu rồi mà. Bây giờ ai muốn đến thì đến, ai muốn ở thì ở mà. Tôi nghe nói bà con ngày xưa có những người mà họ bị vợ bỏ, cũng như là cự lộn trong cái lúc mà họ làm ăn á, rồi họ cũng đến đây họ tá túc qua đêm đây mà. Ông cho ngủ mà. Nhưng mà tôi tôn trọng Vong Linh á. Vong Linh, nói chung là Vong Linh đến đây không biết bao nhiêu ngày. Tôi muốn hỏi Vong Linh cũng như là tôi xin tá túc đây được không? Được hả? Vậy cũng tốt quá nè. Cho hỏi Vong Linh của mình đến đây lâu chưa? Lâu là được nhiêu ngày? Lâu là được nhiêu ngày? Ừ? 5 ngày hả?
Bọn mình có biết ông Sàm Tăng không? Cái gì? Bọn mình nói gì? Thì tôi hỏi có một ông sư cũng như là bữa hổm tôi đến đây là gặp ông nói là ông đến đây ông tu tập gì đó. Hôm nay Quang Linh có gặp ông ta không? Đi về chùa hả? Rồi Quang Linh của mình sao không xin ổng theo ổng đi về chùa luôn đi. Sao không cho? Vậy hả? Rồi Quang Linh sống ở đây á, mình có được bà con đến đây cúng kiến gì không? Không hả? Thôi vậy đi về chùa tu luôn đi, ở đây làm chi? Đi về chùa tu á, có người nói chung là có vị sư vị thầy đốt nhang cho mình hàng ngày, tụng cầu, nói chung là họ tụng kinh cầu siêu cho mình để sớm được chuyển kiếp đi siêu thoát á, hiểu không? Ở đây làm chi? Cái gì? Ở đây sướng hả? Hoàng Linh có thể đứng lại cho tôi xin giao tiếp chút xíu được không? Ừ? Cũng như là tôi muốn biết là vong linh mình mất lâu hay chưa hay là mới mất đây á. Rồi nhìn mặt cái ghê quá. Rồi. Mặt gì ghê vậy? Ừ, mặt cái ghê. Gì quá hả? Mà xấu quá cả Quang Linh ơi. Mình mất lâu chưa? Lâu hả? Lâu là nhiêu năm? Mới mất năm hả? Có đi xuống dưới âm phủ lần nào chưa? Đi như thế gì? Vậy hả? Vâng. Có ai làm gì cạch 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 đây vậy ta? Hay là bên nhà bánh không biết, nhà bánh xa mà. Sao muốn đi về chùa không? Về chùa tu đi, ở đây làm chi? Rồi mình bị gì mất? Có thể chia sẻ cho. Cái gì? Giật chồng người ta hả? Rồi người ta giết hả? Hương Linh có chồng không mà Hương Linh giật chồng ta? Chưa có chồng hả? Như vậy là chắc giật
Chắc có thể là quen nhiều người đàn ông rồi ha. Rồi hôm đó vô tình quen được cái ông đó, ông có vợ rồi bắt đầu vợ ông hung dữ quá hả? Rồi mình ở với người ta, mình có biết người ta có chồng không? Biết người ta, mình biết người ta có vợ không? Sao không điều tra lý lịch cái ông mà mình lấy ổng á, nói anh có vợ chưa? Có con chưa? Là cái vụ người ta nói là người ta không có vợ, mình đã quen với người ta. Đang có vợ mình lấy người ta. Vậy là bị ông gạt hả? Cái tội chưa bằng giật chồng người ta là phá gia can á, tội nó nặng lắm á, không có nhẹ đâu. Vợ chồng ta đang ở hạnh phúc mà mình lại mình giật, vậy là tội nó rất là lớn luôn. Rồi giật chồng ta có làm cái điều gì đến nói chung là tài sản người ta hay không, mà bà vợ ông đó bà lấy mạng ông Linh. Sao mình có làm cái điều gì mà mang đến khó khăn đến vợ người ta không? Giết để làm cái gì? Quang Linh cũng như là kêu ông đó đem tiền, cũng như là bán tài sản đem tiền cho Quang Linh hả? À, rồi ông đó ông đưa cho Quang Linh được bao nhiêu tiền? Vậy hả? Trời sắm chiếc xe du lịch nữa hả? Hay là mấy chiếc? Riêng cái nhà. Rồi bây giờ bà đó bà giết con Linh như vậy đó, là cái số tài sản của chồng của bà cho con Linh đó có lấy lại được không? Là tài sản ông đó ông cho cô một cái miếng đất và một ngôi nhà và xe là cô đã đứng tên hết rồi ha. Như vậy là cô đã cho người khác cái lúc mà cô còn sống á hả? Đẹp không? Nhà này của thời Pháp mà. Nhà này của điền chủ ngày xưa giàu có. Nó rồi thời chiến tranh loạn lạc rồi bom mìn nó giật sập, ngày xưa nó cao lắm chứ đâu phải lùng vậy, hiểu không? Rồi mình đến đây mình thấy nhà này đẹp quá hả, bởi vậy vong nào cũng vậy, thấy cái ngôi nhà này là muốn kết liền. Ngôi nhà này lợp bằng bê tông luôn mới ghê chứ. Thầy chùa đâu? Ông có sai ông Linh nữa hả? Thì sao không kêu ông thôi cho tôi đi theo bà chùa luôn đi. Rồi sống cho. Bữa hôm tôi tính giúp cho ông đi về chùa để tu tập mà ông cố chấp ông ở lại đây, rồi cuối cùng ông gặp được ông Linh hả? Con Linh được nhiêu tuổi? À, 22 tuổi, mất 1 năm ha.
Quê quán mình ở gần đây không? Gần là đâu? Tỉnh nào? Tiền Giang. Tiền Giang hả? Tiền Giang mà bông hồn mình bay qua tới đây luôn hả? Trời ơi, hay quá vậy ta. Đi vòng vòng kiếm con có ngồi cái nào đẹp đẹp không vô hả? Sao không vô chùa? À, phải có người đặt ví dụ người thân của mình đưa về chùa mình mới về được ha. Vậy thôi, hôm nay gặp được tôi cũng được một cái duyên rồi, tôi sẽ đưa vong linh đi về chùa được á. Đưa về chùa mình chơi với những vong kia, vong trong đó nhiều lắm, nam nữ đầy đủ, nhỏ tuổi lớn tuổi đầy đủ, họ cũng đang tu tập ở trong á. Có một số là họ chuyển kiếp, có một số là chưa. Xuống dưới Long Vương với họ không có nhốt, không có nhốt lại hả? Hay là gần gần tới gần tháng 7 họ thả cho đi chơi hả? Gần tháng 7 người ta thả đi chơi nè. À, rồi làm gì cầm cây đâu ghê. Cầm cây thì thôi, nó có làm đâu. Để là cầm cây đến tấn công ông đó. Dễ hả? Ở nhà ngày nào ông kêu về chùa hoài. Dễ hả? Không có gì rồi. Gì ghê vậy? Không lạ không? Nãy giờ mình giao tiếp ngon lành lắm, cái tự nhiên nổi điên các bạn, kỳ lạ vậy chứ. Bên đó có ai làm sụp sạc vậy ta? Mình thấy họ ở trong cái miếng láng đó các bạn. Vậy thôi giờ đi về chùa tu đi cô ơi. Ở đây biết chừng nào mà chuyển kiếp. Ban đêm hay ngủ trong cái miếng láng vậy hả? Nhà này thì đẹp thật nhưng mà dột hết rồi cô ơi. Mắc dạ thật chứ. Hồi nãy á giao tiếp với mình rất là ok luôn các bạn, nhưng mà ngồi cảm thấy khó chịu, cứng đầu. Người ta nói cho mình đẹp rồi tự nhiên kêu về chùa. Vậy hả? Nhà này đẹp thật nhưng mà hư rồi, đâu còn cái gì nữa đâu mà ở, lủng hết rồi. Nhà lủng hết trơn rồi cô, ở gì cô? Phá gì? Tôi phá gì đâu. Dẹp cái cây đi rồi tôi cho ăn uống, với cầm cây vậy thấy cứng đầu quá. Trời ơi, ngủ ngồi bắt chước sư Thích Minh Tuệ nữa hả trời. Ghê vậy.
Đâu mình ngủ là vậy hả? Ngủ nó phải ngủ nằm chứ sao ngủ ngồi ta? Phải không? Họ đâu rồi ta? Lẹ thật. Cái ổ đây là của họ nè cả nhà. Vậy thôi hôm nay mình đến đây á, mình thắp hương đều hết để xin ông bà để tá túc. Ở đây có một cái hình bà dị không biết thờ vị nào cả nhà, chắc có thể là bà mẹ hay sao, phai màu hết rồi. Để mình coi đây có bao nhiêu cái liên hương ha. 1 2 3 4 5 6 7 là như là chuẩn bị 7 cây nhang các bạn. 5 6 7 Dạ ông bà tổ tiên cho phép con xin xin tá túc ngủ cũng như là sống qua đêm ở ngôi miếu của ông bà ha, nhà cổ chứ. Ngày xưa là nhà cổ nhà ở các bạn, rồi sau này người ta mới đem hình Phật đến lập dị. Cũng có một hai bạn nói sao mà miếu mà thờ có bà mẹ, nó có hai bà luôn các bạn. Mình thấy nhang khói thì thời gian gần đây cũng có người đốt đều đều các bạn ơi. Chắc bà con ở gần đây họ đến họ thắp hương cũng như là họ cầu cũng như là làm mùa màng trúng. Sống chén hôm nay sẽ được ở đây ta. Mình nhớ là trước kia đâu có thấy đây. Bảy cây mà thiếu nhang luôn các bạn. Tại vì ở dưới đây là mình thấy có 4 chỗ cầm nhang nữa.
Dạ. Còn con Linh hồi nãy á, không ra thì thôi à, tôi xin tá túc á. Ra ngoài này mình cảm thấy rất là mát các bạn, quá mát luôn. Trời thì đang nắng chiều. Mình nghe nói là mộ của ông ở chính giữa các bạn, còn những ngôi mộ mà ở kế bên đó là mộ của vợ ông. Ông có tới bên đó là ba mộ bia, bên đây một là bốn, như vậy là ông có ba bà vợ các bạn, ba bà vợ ha. Trời chưa tối, mình tính nghỉ qua đêm. Mà nãy giờ mình đi đây cảm thấy mệt quá trời mệt. Không gian ở đây rất là rộng luôn các bạn. Ở ngoài đó có ngôi mộ ngoài đồng ha. Còn đây có cây keo rất là lâu đời. Chắc có thể là hết trái rồi. Sao kỳ lạ vậy ta? Lúc này chiều xuống cái bắt đầu nắng quá trời nắng không biết. Để mình tìm chỗ nào mình hóng mát chút xíu bên chị ơi. Cái vòng hay gì trong đó làm gì chẳng. Họ nói nhà đẹp không cho họ ở. Muốn kêu họ đi về chùa. Rồi trong đó làm gì lập cập vậy Quân Linh, làm hồi sập cái nhà tôi không ở được á. Vong này còn sống nó phá phách lắm hay gì các bạn, nói chuyện với mình cầm cái cây, cả nhà thấy không, cầm cây gì làm chi vậy. Hưởng nhân ké hả? Muốn đi về chùa thì tôi lấy cơm nước ra tôi cho ăn nè. Có đâu mà đi hưởng nhân ké trời. Muốn về chùa thì tôi lấy cơm cho ăn ha, lấy cơm cho ăn rồi cho tôi ở đây rồi Quang Linh đi về chùa đi, có hiểu không? Cái gì, cái gì Quang Linh? Vậy hả? Giờ tôi cũng đuối quá rồi, tôi muốn kiếm chỗ nào nghỉ cho nó im cái lưng chút xíu.
Ở đây có chỗ nào nghỉ không? Giống này nằm được không? Té cho chết hay chị? Ừ. Ừ. Con Linh vô đó đi rồi tôi cúng kiến cho con Linh ăn nè. Nó đó. Chứ con Linh đi vòng vòng hồi cảm thấy chóng mặt quá. Ừ. Cúng cho con Linh ăn rồi. Con Linh cho tôi nghỉ đây ha. Muốn ăn đâu? Đó là bàn của Phật sao ăn nó được? Hưởng nhân ké luôn hả? Ờ rồi, con Linh qua nó đứng đi. Ờ đứng đó đó, con Linh đứng ngay chỗ đó đó. Ờ tôi cúng cho con Linh ăn, ngay chỗ đó đó. Ờ. Tôi sẽ lấy cơm. Cọp nào? Ờ đây hả? Ờ. Ấy. Tôi đâu lấy gì đâu. À, à cho coi thứ ấy. Con này không dữ quá. Ông hổ đó là ông hổ cọp gì? Cục cưng của Hương Linh đó hả? Trời ơi, đâu biết đâu, biết ai dám gờ. Cọp đó là nói chung là ông hổ tôi thấy đây lâu mà đâu phải của con Linh của vị sư họ tu ở đây á. Bảy đâu vậy? Đó là cho mà ông hổ con Linh nói cọp là không đúng nè, ta có lâu nè. Sống là kêu bằng cọp còn chết là kêu bằng ông hổ. Ông đã chết rồi mà. Phải không? Con cọp. Ờ, cọp. Mẹ nó có lâu nè. Nó cơm á ăn đi, ăn xong đi về chùa tu nha. Rồi cho tôi xin tá túc và nghỉ qua đêm ở đây nha. Dạ cho ăn được hả? Ờ à, ờ à. Cũng tốt, nói chung mà bông này cũng tốt cả nha. À lấy rồi ăn đi. Rồi tôi xin tá túc tại đây, khi nào
Tôi khỏe, tôi về. Còn Quang Linh á, hưởng cơm đi. Hưởng xong rồi đi qua bên ngôi chùa đây nè, ở đừng ở đây nữa. Chùa chiền bây giờ có khắp nơi chứ không phải chờ người đi giúp vong giúp mới được. Ở đây biết chuyện nào mà chiến kiếp. Mới chớp mắt được mấy phút bị quỷ nó chơi nó đánh mình các bạn. Hôm nay mình quyết định là ở đây tới phi mới về luôn. Quỷ nãy nó làm kiểu như mình thấy nó cũng hiền lắm các bạn, nhưng mà hồi nó ăn uống rồi mình tính mình nghĩ đây là ngon lành rồi. Đây là ông hổ. Rồi mình dẹp tại vị trí này các bạn ơi. Chốn đầu ta. Nhà banh cái nóc hết trơn các bạn, cũng còn chỗ đục mưa được chứ không phải không còn, nhưng mà bị mục, bị lớp nào bị mục và lớp nào bị ngày xưa trúng bơm đó, nó bị bể hết. Thì ok, mình sẽ dừng máy tại đây, mình sẽ chờ tối xuống mình sẽ trải nghiệm qua bên ngay vị trí này các bạn. Ô má ơi, tự nhiên nó nhức cái đầu mình lên kia bằng khủng khiếp luôn. Giờ sao ta? Ngày hôm qua là mình bị nhức nửa cái bên đầu các bạn, nửa bên đây. Rồi bắt đầu vợ mình lấy thuốc cho mình uống, mình mới giảm. Rồi tại sao bữa nay nó hành lại ta?
giống như cái gân cổ của mình phía bên phải mà nó chuẩn bị phù lên các bạn. Mấy năm trước mình cũng bị nữa, nhưng mà có một thời gian nó hết. Vong nãy biết nó có đi về chùa hay không, nhưng mà mình cảm thấy có một cái bàn tay cầm một cái vật gì đó lấy cây quánh mình vô đây cái bọc luôn các bạn. Vậy tiếng động dữ vậy ta. Ở gần đây có một ngôi nhà, so với chỗ mình đang ngồi rất là xa chứ không phải là gần các bạn. Này gõ dữ vậy trời. Vong nãy thì thầy mình đón nó ăn rồi nó đi về chùa rồi, nhưng mà chắc có thể là nó phá mình một cái gì đó để nhớ đời các bạn. Để mình tìm xem thử coi. Này gõ dữ vậy ta. Lạ thật cả nha. Hồi nãy tiếng động quá trời luôn, bây giờ hết. Rồi bây giờ cái đầu mình nó cũng hơi phải khỏe rồi các bạn. Để mình nán lại chờ tối chút xíu mình sẽ sống qua đêm tại ngôi nhà này. Họ ghi chữ nè, 1900. Để chữ gì? Tiếng động mình nghe hình như là nó gần lắm các bạn. Giống như ở trên cái nóc nhà có ai gõ một cái vật gì đó họ lợp nhà các bạn. Ghê trời. Hoàn toàn là không thấy ai hết. Đó, cả nhà nghe không? Giống như có một cái búa với đinh nữa. Gõ cọc cạch, cọc cạch, cọc cạch. Cây mài kèo. Ở đây có hai cây. Phía sau có một cây nữa các bạn. Thấy ai đâu mà cái tiếng kêu giống như có ai trên cái nóc nhà các bạn. Cây mai keo ở đây cũng theo mình đoán chắc có rất là lâu đời các bạn ơi. Cái mái nhà này mình hót lên cái tới các bạn, nó cũng không có xa gì mấy, nhưng mà có lực đó mới lên nổi, không có lực là thua. Gõ mình cái hồi nãy làm chóng luôn các bạn. Giờ đi kiếm nó không thấy, chắc có thể là vong hồi nãy đi về chùa tu hay sao rồi.
còn cái giống này sao mà ngồi được không? Thua, cái cây nó mục hết trơn các bạn. Còn Dương ngồi đúng không ta? Sập cái là no liền á. Vậy chắc có thể mình đi dài dài ra bên ngoài kiếm cái quán nào á mình ăn cơm các bạn. Nếu mà cơm không có thì mình ăn mì, ăn mì tôm á, chắc chắn ở quán đây có mì tôm mà. Rồi mình ra ngoài quán mình nghỉ cho khỏe. Rồi tối hôm nay mình sẽ quay lại trải nghiệm thêm, tại vì mình cảm thấy ngôi nhà này có nhiều cái hiện tượng rất là lạ, cũng như là mình phát hiện có nhiều cái tiếng nói chuyện ở trên cái mái nhà. Không những là không phải là một vong hồi nãy đâu, theo mình đoán ha, có nhiều vong nữa. Mình phát hiện là có nhiều người ở trên mái nhà kiểu như họ lợp nhà các bạn. Quý anh chị cũng nghe tiếng nói nhồi ha, và tiếng đóng cọc cạch, nhưng mà mình nhìn vào là không thấy. Vậy thôi mình đi ra ngoài quán kiếm gì ăn nha cả nhà.